ăn mình mấy cái lỗ đổ chưa đầy nữa mà. Đừng điện qua nhớ em đi gọi không đi rồi đi rồi. Này bị sạc nè. Ồ ghê. Con gà chạy quá.
mở thêm cái này cái chỗ nữa. Ừ. Nó hầm rượu qua. Đây luyện từng lễ về thi cứng thử luôn á. Không biết trên đây chạy đàng hoàng cũng được, nói nó đâu có xô bò ở dưới kia đâu. Đúng rồi, nó nói ai chạy cũng ý thức tập trung hết rồi. Quan trọng là kỹ năng điều khiển xe thôi. Xách quần chạm kịp. Vô mà gặp ông không luôn. Rồi, không có sống luôn. Cao quá. Mà cho ngủ đi, đừng ngủ vậy. Xe quay ngang lấy đồ nghề tháo vỏ xe. Tức thôi. Ráp nhau xuống rình xe ở bên bên. Có đá ha.
giót nữa. Sơn Lâm quá trên núi hỏi nhân viên cậu luôn rồi, hết chỗ làm sao gọi là hết đất ở trong thành phố hả?
welcome to. Nếu nó viết vậy thì welcome to, đừng hầm điều khác, viết đừng bỏ để dấu. Khúc trên tiếng Anh, khúc trên tiếng Anh, khúc dưới tiếng Việt. Dạ, khách xuống cái quay. Dạ. Dạ.